Yamaha Exciter 2021 đang được kỳ vọng sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tối nay 29 tháng 12 năm 2020 với những thay đổi lớn từ động cơ, hộp số, trang bị và kể cả thiết kế để tăng sức cạnh tranh với Honda Winner X. Và dưới đây là 4 điều sẽ giúp Exciter 2021 làm điều đó. 1. Khả năng vận hành. Nhiều người đã kỳ vọng Yamaha đưa khối động cơ 155 VVA lên Exciter từ năm 2018, nhưng đó là một lỗi thất vọng lớn. Phải đến nay, cuối năm 2020, đầu năm 2021, khối động cơ 155 VVA này mới được trang bị. Cụ thể, động cơ có mã Yamaha G3M5E là loại xi lanh đơn dung tích 155,1cc, 4 kỳ làm mát bằng chất lỏng, cho công suất 17,7 mã lực tại vòng tua 9.500 vòng trên phút, kết hợp với hộp số 6 cấp. Với sức mạnh này, Exciter vượt trội so với 15,5 mã lực của Winner X hiện tại. Với việc nâng cấp lên hộp số 6 cấp cũng giúp cho Exciter cải thiện về độ mượt mà, một trang bị mà Winner X đã có từ năm 2016. Hơn nữa, động cơ 155 VVA từng trang bị trên các mẫu xe Yamaha trước sử dụng cam đơn SOHC, do đó Exciter 2021 nhiều khả năng sẽ không dùng cam đôi DOHC như đối thủ Honda Winner X. Cam đơn SOHC sẽ mang tới khả năng vận hành ở nước ga đầu bốc hơn, nhưng không tối ưu ở giải tốc độ cao. 2. Kiểu dáng mới. Với những hình ảnh rò rỉ, lộ xe chạy thử thì những chi tiết như đèn pha, đèn định vị ban ngày, đèn hậu, khe cửa gió và thân xe khiến nhiều người tò mò và có kỳ vọng về thiết kế mới của Exciter 2021. Tính đến nay, Yamaha Exciter thế hệ thứ 2 cũng đã sử dụng trong 6 năm và cũng đã đến lúc nó phải lột xác. 3. Trang bị chìa khóa thông minh Smart Key. Cùng với động cơ 155 VVA, việc chậm trễ trang bị chìa khóa thông minh Smart Key cũng khiến cho Yamaha Exciter thiếu sức hút trên thị trường. Tuy nhiên, đối với những ai mong chờ thì có thể vui mừng khi trong hình ảnh chiếc xe chạy thử đã có trang bị này. Chính vì vậy, dường như chắc chắn công nghệ chìa khóa thông minh sẽ xuất hiện trên phiên bản 2021 nhằm mang lại sự tiện lợi và an toàn cho người sử dụng. 4. Cần có phiên bản ABS. Hệ thống ABS đang quá phổ biến trên các mẫu xe phổ thông tại Việt Nam. Tuy nhiên, Exciter hiện tại vẫn chưa có bất cứ phiên bản nào sử dụng hệ thống này. Qua những hình ảnh chiếc xe chạy thử thì đó là một phiên bản Exciter không có ABS. Nhưng nếu như Yamaha có thêm một phiên bản Exciter có ABS thì đây chắc chắn sẽ là một điểm cộng lớn trong mắt khách hàng. Hy vọng khi ra mắt chính thức, Yamaha Exciter 2021 sẽ đáp ứng mọi kỳ vọng của khách hàng. Và chúng tôi sẽ có một bài giới thiệu chi tiết về mẫu xe này ngay sau khi nó được ra mắt. Các bạn hãy đón xem trên kênh WhatCarVN. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi.